Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm sử dụng bột vệ sinh lồng máy giặt một cách đúng nhất. Bất kỳ những cái đồ dùng gì trong gia đình thì đều cần được bảo quản và vệ sinh. Có như thế thì hiệu quả mang lại mới tốt nhất được. Và máy giặt thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về cái cách sử dụng bột vệ sinh lồng máy giặt đúng nhất nhé. Đầu tiên chúng ta phải hỏi là tại sao chúng ta lại cần vệ sinh lồng máy giặt. Nhiều người thì cho rằng là trong quá trình giặt thì máy giặt đã giặt sạch quần áo rồi, thì chắc chắn là máy giặt có khi là cũng được giặt. Nhưng mà thực tế thì gần như không phải là vậy. Khi mà giặt quần áo thì những cái chất bẩn hay là những cái phần vết ố, đa số bụi bẩn thì đã được thải cùng nước qua cái đường ống của máy giặt. Nhưng mà các cái vết bẩn cứng đầu hay là dạng vôi nó sẽ bám lại máy giặt. Mà theo thời gian thì các cái chất bẩn này sẽ tích tụ lại và đóng lại ở trong máy giặt, gây đến tắc nghẽn các cái bộ phận của máy giặt. Một lý do nữa là đôi khi cái nguồn nước của mình không sạch, khi mà mình sử dụng thì nó sẽ bám lại ở trong máy giặt, và để lâu thì sẽ dẫn đến việc là các cái chất bẩn ở cái nguồn nước không sạch đấy, cặn bã, nó tích tụ lại trong máy giặt, gây đến tắc nghẽn hay là làm hỏng các cái bộ phận của máy giặt. Và thêm một nguyên nhân đó là không khí hay là độ ẩm không khí có thể đọng lại trong máy giặt. Khi mà mình giặt quần áo, mình mở ra, mình lấy quần áo ra rồi mình đóng vào, thì khi đấy thì máy vừa mới hoạt động xong thì nó vẫn còn nóng, và cái hơi nước nó vẫn còn, nó không được bay hơi và không, cái máy giặt nó không khô, thì nó sẽ đọng ở trong máy giặt, làm cho lồng giặt không hoàn toàn khô. Và đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho máy giặt bị bẩn. Những cái nguyên nhân mà mình vừa nêu trên đều là điều kiện thuận lợi để cho nấm hay là vi khuẩn phát triển. Vì thế nên là việc vệ sinh lồng máy giặt rất là quan trọng. Một câu hỏi tiếp theo: bao lâu thì vệ sinh máy giặt một lần? Cái việc vệ sinh máy giặt thì sẽ không làm bạn mất thời gian nhiều, bởi vì nó vận hành như là cái lúc mà mình giặt quần áo vậy. Và công việc của bạn là chỉ cần chuẩn bị một ít vật dụng để thực hiện trong cái quá trình giặt và bấm nút tại máy là xong. Tuy nhiên thì để mà vệ sinh máy hoàn hảo thì mình khuyên các bạn là nên vệ sinh máy 2 lần một tuần và thực hiện trước 1 ngày so với lần giặt giũ tiếp theo, thì theo mình đó là tốt nhất. Vậy thì các bước để vệ sinh lồng máy giặt một cách hoàn hảo nhất như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi. Một số dòng máy giặt hiện nay thì có chức năng làm sạch lồng máy giặt tự động hoặc là điều khiển bằng tay. Tuy nhiên để làm sạch triệt để những cái chất bẩn hay là cặn bã thì chúng ta cần phải sử dụng những cái công cụ hỗ trợ khác như là nước ấm này, bột vệ sinh lồng máy giặt. Cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn các bạn qua các bước sau. Bước 1 thì chúng ta cần lấy tất cả các quần áo ra khỏi máy giặt, không còn bỏ sót quần áo hay là vải vóc gì ở trong máy giặt. Bước 2, nếu mà cái máy giặt nhà bạn sở hữu tiện ích nước nóng thì bạn hãy đổ đầy nước nóng vào cái máy giặt của mình. Nếu mà không có nước nóng, không có cái nguồn nước tự nhiên của máy thì bạn cũng có thể dùng nguồn nước bình thường là nước lạnh. Tuy nhiên thì cái hiệu quả để diệt vi khuẩn nó sẽ không cao bằng nước nóng. Bước 3, chúng ta sẽ đổ thẳng bột vệ sinh máy giặt vào trong lồng giặt. Lưu ý cho mình là không đổ vào ngăn chứa nước xả hay là cái ngăn chứa bột giặt. Bước tiếp theo thì bạn hãy cho máy chạy chương trình tự động vệ sinh lồng giặt nếu có. Nếu không có thì mình có thể chạy chương trình vắt nhẹ. Khi đó thì bột vệ sinh và nước sẽ trộn đều với nhau và thấm vào các thành trong lồng máy giặt.
và nó sẽ vệ sinh máy giặt. Tiếp theo một cái bước rất là quan trọng, bạn hãy dừng máy trước khi mà máy giặt xả nước đi và ngâm từ 2 đến 3 tiếng. Đây là một quá trình rất quan trọng trong cái quá trình vệ sinh lồng máy giặt. Và bước cuối cùng, khi mà đã ngâm 2 đến 3 tiếng rồi thì mình sẽ để cho máy xả nước và mở cửa máy giặt để cho đến khi mà lồng máy khô hoàn toàn. Vậy là chiếc máy giặt của chúng ta đã sạch và được diệt khuẩn rồi. Và theo chia sẻ của mình thì các bạn có thể vệ sinh lồng giặt trung bình khoảng 2 lần một tuần để đảm bảo máy giặt của mình luôn sạch, quần áo của mình luôn được khử khuẩn, giặt sạch một cách đúng nghĩa, tránh được cái tình trạng mà máy giặt bị hỏng hay là phải sửa chữa nhiều. Các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi gì cần được giải đáp thì có thể liên hệ đến số điện thoại của shop mình mà mình đã đặt ở góc màn hình. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn rõ hơn về sản phẩm, giá cả sản phẩm để các bạn có thể mua và lựa chọn sản phẩm tại shop mình. Video của mình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.